Bệnh nhân lên núi ở Bà Rịa Vũng Tàu để lấy ong thì vô tình bị rắn hổ mang chúa cắn. Người này bắt được con rắn đem về nhà, chỉ sau nửa tiếng bị rắn cắn, bệnh nhân bị suy hô hấp, được đặt nội khí quản và chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ cảnh báo người dân bị rắn cắn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu đúng cách.